Con rắn chúa này đã tu luyện cả nghìn năm, nó đã thành tinh rồi. Cái đuôi rắn thô to dần dần hóa thành đôi chân, nó cố di chuyển cơ thể để làm rách đi lớp da rắn trên người. Sau một lát, con rắn thành tinh đã trở thành một cô em nóng bỏng. Những con thú ở gần đó bị kích động như thể sắp có tai họa ập xuống thế gian vậy. Vừa hóa thành người, cô ta vẫn chưa thích nghi được, vẫn phải bám bò từ từ trên mặt đất. Nhưng quá trình biến đổi thành người tốn quá nhiều năng lượng, trước tiên phải kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Vẫn còn thói quen của loài rắn, cô ta nhét cả quả trứng vào miệng, cứ thế mà nuốt chừng cả một quả trứng to. Vừa học được cách sử dụng đôi chân, cô lại nhìn thấy một nhóm mấy cô gái đang tắm cạnh hồ, trông lấy một bộ quần áo rồi cũng bắt chước nhảy xuống nước. Nữ thần rắn tắm xong đã xinh đẹp lên rất nhiều, nhan sắc này ít cũng phải 8 trên 10 điểm. Sau đó, nữ thần rắn đến thành phố, mục đích lần này của cô là đi tìm chồng. Bởi vì mấy hôm trước, chồng cô bị một người đàn ông tên là Tom bắt đi. Tom bị ung thư, nghe lời đồn, con nữ thần rắn trên núi có thể chữa khỏi bệnh cho mình. Nhưng không ngờ là, Tom chả có tí kiến thức về sinh học, bắt nhầm rắn được về. Chuyện này khiến ông ta tức điên. Trong lúc giận dữ, ông ta nghĩ ra một cách, sẽ dùng rắn được để dụ nữ thần rắn xuất hiện. Ở bên kia, nữ thần rắn lần đầu tiên được tiếp xúc gần với loài người, cô vô cùng tò mò về mọi thứ ở đây. Và lúc này, cô nghe thấy tiếng sáo của một người thôi miên rắn. Theo bản năng vốn có, cơ thể cô bắt đầu lắc lư theo tiếng sáo. Các tư thế múa quyến rũ của cô nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người. Hai thanh niên Ấn Độ thấy thần rắn sexy như vậy, vậy là bèn rủ nhau dụ nữ thần rắn chưa trải sự đời về nhà mình. Hai thanh niên Ấn Độ cứ ngỡ mình là gà, nhưng hóa ra cũng chỉ là hạt thóc. Hai tên vây lấy thần rắn, ép cô vào một góc không ngừng la hét. Lúc này người thôi miên rắn như cảm nhận được điều gì đó, ông lập tức cuốn gói bỏ chạy vừa hét, có thần rắn đang hiện hữu ở nơi đây. Quay lại với hai thanh niên Ấn Độ đang còn vui không hết vì sắp được thưởng thức siêu phẩm. Vừa quay đầu lại, khuôn mặt của nữ thần đã thay đổi, cơ thể cũng sinh ra biến dị, làn da trắng bóc bỗng mọc đầy vảy, giống như có thứ gì đó sắp xé nát cơ thể chui ra. Không lâu sau, thiếu nữ xinh đẹp hết nước chấm lại biến thành một con quái vật. Hai thanh niên sợ tè ra quần vì chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì kinh khủng như thế này. Thần rắn ngửa cổ lên trời, lộ ra cặp răng nanh, cơ thể biến thành một con rắn hổ mang khổng lồ. Xém bị hai thanh niên này giở trò, thần rắn cực kỳ vẫn nộ, một cú đớp cắn phập vào đầu một tên, hất văng hắn ta qua một bên. Tên còn lại sợ hãi đến mức chân tay bủn rủn, chưa kịp chạy đã bị thần rắn dùng đuôi quấn lấy lôi ngược về phòng, cặp răng nanh sắc nhọn không ngừng cắn xé vào da thịt hắn ta, cuối cùng là hẻo ngay tại chỗ. Tên nằm bò trên đất này cũng không thoát được tội chết, bị nữ thần rắn nuốt chửng, trở thành bữa trưa cho cô. Ăn uống no đủ, nữ thần rắn thảnh thơi nằm trên giường. Ngày hôm sau, cảnh sát nhận được tin tức liền đến hiện trường. Là một cảnh sát có thâm niên, hắn chưa bao giờ thấy thi thể nào đáng sợ thế này. Nhưng chuyện kinh dị hơn nữa là, trên giường còn có một thứ gì đó dính nhớp, nhìn như một khối thức ăn trong dạ dày chưa tiêu hóa xong. Sau khi pháp y giám định, trên người người chết có lượng lớn nọc độc rắn, phải bằng với 3.000 con rắn hổ mang cộng lại, vụ án lập tức rơi vào thế bí. Mà ở bên kia, vì muốn tìm được chồng mình, nữ thần rắn lang thang khắp nơi, đêm đến lại tìm một chỗ cao giáo để ngủ. Nữ thần đi đến ngôi miếu thờ chính mình. Ở đây, nữ thần rắn bắt đầu thay da, cô bóc đi từng chút một lớp da rắn trên người, sau đó chậm chậm bước ra khỏi hồ nước. Các tín đồ thấy vậy lần lượt quỳ xuống cầu phúc. Mà sau khi lột xác xong, nữ thần rắn bỗng cảm nhận được sự hiện diện của chồng mình. Con rắn được bị nhốt trong bể thủy tinh, hiện tại đã ngắc ngoài. Tom biết, nếu không dụ được nữ thần rắn xuất hiện thì mình cũng sắp toang theo rắn được luôn. Vì vậy, ông ta cầm một miếng khăn, lấy một ít chất thải của rắn được ra bôi lên mặt tên đệ, uy hiếp cậu ta chạy đi khắp nơi để dụ nữ thần rắn đến. Tên đệ sợ vãi cả linh hồn, trốn vào một góc run như cầy sấy. Đúng lúc này, nữ thần rắn ngửi thấy mùi liền vọt tới, nhưng phát hiện ra rằng kẻ trước mặt không phải chồng cô. Mà ở bên này, rắn được cũng đang dùng nốt chút sức lực cuối cùng của mình để bò ra khỏi bể thủy tinh. Đi theo mùi hương, nữ thần rắn cuối cùng cũng tìm được tầng hầm nơi chồng mình bị nhốt. Thấy chồng đang thoi thóp, nữ thần rắn đau lòng không thôi. Và lúc cô đang trị thương cho chồng, Tom đột nhiên xuất hiện. Ông ta mặc đồ cách nhiệt, khiến cho nữ thần rắn không thể phát hiện ra sự hiện diện của mình. Nhân lúc nữ thần rắn yếu ớt, ông ta lấy rắn chồng ra uy hiếp cô, lừa cô từng bước tiến vào cái bẫy. Bằng cách này, nữ thần rắn đã bị trói lên. Kế hoạch thuận lợi, Tom không chờ được nữa, muốn móc viên ngọc rắn ra để chữa bệnh cho mình. Và lúc nguy cấp, cảnh sát Khan xuất hiện, Tom bị cảnh sát Khan đánh cho lên bờ xuống ruộng. Mặc dù được cứu, nhưng chồng của nữ thần rắn vẫn không qua khỏi. Nữ thần rắn phẫn nộ tóm lấy lão Tom, vứt thẳng ông ta vào bể thủy tinh, bị điện giật chết tươi. Cuối bộ phim, nữ thần rắn ôm chồng quay về rừng xanh. Mặc dù chồng cô đã chết, nhưng cô đã kịp sinh ra một ổ trứng. Còn cảnh sát cũng nhận được lời chúc phúc của thần rắn. Cuối cùng hai vợ chồng anh cũng có được đứa con của mình. Được rồi, bộ phim hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên nhấn like và đăng ký nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha.